Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, và Khanh cũng có thu mua các dòng xe tải cũ nữa. Thì anh em nào có xe cũ muốn gửi bán thì cứ alo cho Khanh nha. Thì Khanh hôm nay muốn giới thiệu cho anh em một con xe Isuzu 5 tấn rưỡi, phiên bản thùng bảo ôn. Đó, thì ngồi Isuzu thì Khanh cũng có kinh doanh như là Hino, Hyundai, hoặc là mấy cái dòng xe liên danh như là Jack, Dongfeng, Kenbo, hay là Dongben 9 tháng gì cũng có hết nha anh em. Thì riêng clip hôm nay thì Khanh sẽ làm về cái con Isuzu NQR550 phiên bản thùng bảo ôn, với kích thước thùng dài là 6m2. Thì con NQR nó có hai loại thùng nha anh em, thùng dài 5m7 với lại loại thùng dài 6m2. Tùy vào nhu cầu hàng hóa của mỗi người thì chúng ta sẽ lựa một cái con có kích thước thùng vừa phải và phù hợp với cái là hàng hóa cũng như là kinh tế gia đình. Thùng dài thì sẽ nó nhiều tiền nhỉnh hơn tầm khoảng vài chục nha anh em, thùng ngắn thì nó sẽ rẻ hơn. Hôm nay là Khanh muốn giới thiệu cho anh em là con thùng bảo ôn rất là đẹp. Con này nếu mà lên thùng thì thùng dài là 6m2, ngang là 2m1 và chiều cao là 2m1 luôn nha anh em. Đó, thùng bảo ôn có nghĩa là vách trong ngoài đều là composite, sàn là sàn inox dập sóng, làm máng thoát nước hai bên. Đó, mấy cái tay khố này làm rất là chắc nè. Đó. Cái con lương là làm bằng nhôm nha anh em. Đó, viền nhôm dưới rất là đẹp. Tay khố làm rất là chắc chắn nha. Thùng bảo ôn nó như dạng như là thùng đông lạnh, nhưng mà thùng này nó không có máy lạnh nha anh em. Đó, nó chỉ có cái thùng không thôi. Vách trong vách ngoài là bằng composite. Đó, cái thùng này thì rất là giá trị. Thì anh em nào mà muốn đóng cái thùng như thế này thì cứ alo cho Khanh. Thì ngoài thùng bảo ôn như thế này thì chúng ta sẽ có đóng thùng bạc, thùng lửng, thùng kính gì cũng được trên cái nền xe NQR 550 này. Thì không chỉ riêng cái thùng bảo ôn nha. Hôm nay ý là nói về cái con thùng bảo ôn thì Khanh quay cái thùng bảo ôn bên công ty Khanh đóng cho anh em xem. Đó, rất là đẹp. Vách trong vách ngoài đều là composite. Cái vách này thì nó giữ lạnh, giữ nhiệt rất là tốt. Đó. Cản cũng là inox bọc composite, vào cái máng thoát nước Khanh đều làm van khố lại luôn nha. Nếu mà anh em không để ý mà không làm van khố thì mấy anh công an anh làm khó dễ lắm, anh bắt mình, anh phạt mình ghê lắm nha. Đó. Xe rất là đẹp. Anh em thấy cái sàn dưới đều là hai vách, hai sàn, kêu là hai sàn đó, một cái sàn phẳng và một cái dắp sóng. Đó, thì nó rất chắc chắn. Khách hàng này chở mấy cái hàng tôm cá đông lạnh, nhưng mà họ đi con cung đường ngắn, họ không còn lắp máy lạnh, họ chỉ còn bảo ôn như thế này là được rồi. Đó, cái tài khố nhìn anh em thấy rất là chắc chắn nha, để đảm bảo cái không khí nó không bị thoát ra ngoài nha anh em. Đó, anh em thấy mấy cái ron cao su làm rất là dày, nên là nó gần như là nó kín 100%, không có một miếng hở nào nha. Anh em thấy mấy cái vách bên hông là đều lên cái kéo mí lên là mỗi bên làm khoảng 15 phân nha anh em. Đó. Kéo mí 10 bên, một bên 15 phân inox hết. Thì rất là đẹp. Cái thùng này cũng phải hơn 100 triệu nha anh em. Đó. Cản sau là inox dập lá me. Phía sau này, và bữa cái biển số mình bắt ngay chỗ đó đó anh em. Đây, chỗ này cũng có cái máng thoát nước nha. Thường thường xe làm chừng 2 máng, nhưng mà khách hàng muốn làm 4 máng, 4 lỗ thoát nước 2 máng thì Khanh làm luôn. Còn thường thường người ta làm 1 máng thoát nước và 2 lỗ phía trên đó thôi, gần cabin thôi. Còn như khách hàng này người ta muốn làm trước và sau luôn thì Khanh cũng làm theo yêu cầu. Tất cả các thùng bên Khanh đóng đều là yêu cầu khách hàng. Khách hàng muốn đóng sao thì Khanh sẽ làm vậy. Rất là dễ. Đó, anh em thấy chưa? Xe bên công ty Khanh đóng rất là đẹp. Thì mấy con này đóng mà lên thùng nhôm thì rất là đẹp nha. Thùng bạc mà bứng nhôm hoặc là thùng inox là cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thì anh em nào đang có nhu cầu lấy cái thùng bảo ôn như thế này á, thì có thể alo trực tiếp cho Khanh hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin cho Khanh cũng được. Đó. Hoặc anh em nào là muốn mình hiện tại Khanh cũng đang có thêm cái dịch vụ trang trí xe á, làm thêm option như là bọc trần hay là bọc ghế lại, hoặc là gắn camera trước sau. Thì anh em nào đang có nhu cầu thì cứ alo cho Khanh số điện thoại trên màn hình nha. Đó, hôm nay Khanh bây giờ Khanh sẽ mở cái gì khó cho anh em. Thì cái đồng hồ Isuzu thì trước giờ cái NQR 550 thì Khanh cũng quay nhiều cho anh em rồi. Đó, xe rất là đẹp, gồm đồng hồ chính là đồng hồ vòng tua máy và đồng hồ km, máy lạnh, số thì 6 tiếng một lùi nha. Ghế là ghế da 3 chỗ ngồi, ghế rất là cao cấp, rất là xịn.
Rồi anh em nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ alo cho Khanh. Khanh làm việc 24/24. Anh em muốn đi xem xe thì cứ alo Khanh dẫn anh em đi xem xe nha. Giờ Khanh xin phép kết thúc video tại đây. Anh em nào chưa nhấn đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Hoặc là anh em muốn Khanh làm xe nào thì cứ bình luận phía dưới, Khanh sẽ tìm xe đó Khanh quay cho anh em xem. Xin chào và hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo.